Mùa hoa. Thuở đất nước còn nghèo, người dân không chỉ thắt lưng buộc bụng mà còn buộc miệng thắt lòng, lo từng bữa ngô sắn. Vậy mà có lúc ngô sắn cũng chẳng có, nên mấy ai nghĩ đến chuyện trồng hoa, tặng hoa, ngắm hoa. Hôm nay thì hoa đã khởi sắc trong tâm hồn và nhiều người đã biết giá trị làm đẹp cuộc đời, làm vui lòng người, thay lời người muốn nói với người, của hoa và đây đó những vườn hoa rực rỡ, những tiệm hoa trải dài làm người ta thân quen lại với hoa. Ngày xưa coi thường hoa vì cho rằng hoa không phục vụ nhu cầu đích thực của con người, nên hoa không được đứng ngang hàng với luống khoai, cụm sắn, vì sắn khoai nuôi ăn, làm no bụng, trong khi hoa chỉ để chơi, chẳng nuôi được ai. Hoa không được trân quý, gìn giữ, bảo vệ, nên một thời rất dài, hoa đã hoàn toàn khúc bóng, và người ta đã làm mặt lạ với hoa. Nhẫn tâm hơn, khi cao trào sôi nổi, người ta đã phá những vườn hoa mang tầm vóc công trình nghệ thuật quốc gia để lấy đất trồng mì, rau muống ngay giữa lòng thành phố. Viết về hoa thì điều quan trọng phải được nêu lên trước hết, đó là chỗ đứng của hoa trong thiên nhiên vạn vật. Không ai chối cãi được sự hiện diện bao trùm của hoa. Ở đâu cũng có hoa, tích tắp trên đỉnh núi cao, đến tận vực sâu thăm thẳm, và cả trong lòng biển bao la, hoa đều chen vai góp mặt. Rồi mùa nào hoa nấy, thời tiết nào hoa cũng rộn ràng tươi nở, bất kể xuân, hạ, thu, đông. Dù nóng như thiêu đốt giữa sa mạc, hay lạnh cống như Bắc Cực băng tuyết, cỡ nào hoa cũng khoe sắc, tỏa hương. Tiếp đến là vẻ đẹp và hương thơm phong phú của hoa. Quả thực, không ai có thể tự phụ nghĩ mình biết hết các loại hoa. Cũng không nhà thực vật nào dám nghĩ mình nắm hết trong tay đặc tính của từng loài hoa. Tuần qua, người viết thật bỡ ngỡ khi đọc tài liệu về một loài hoa có tên Latin Amorphophallus titanum với độ cao 3 mét và tỏa ra chung quanh đến 800 mét một mùi thối làm nôn mửa. Điều thật bất ngờ là hoa lại cho mùi thối, chứ không cho hương thơm như mọi người thường nghĩ. Cũng như thân cây đáng lệ thẳng thì lại có loại thân cây cong queo uốn éo đến 90 độ như một loại cây trong khu rừng Sevet ở Ba Lan. Với chỗ đứng bao trùm và hương sắc phong phú, hoa đã có những đóng góp lớn trong thiên nhiên, vũ trụ cũng như trong sinh hoạt đời sống của con người. 1. Hoa làm đẹp thiên nhiên. Không thể bỏ quên hoa trong công trình thiên nhiên tuyệt đẹp của Thượng Đế, vì hoa làm đẹp trái đất, hoa tô điểm địa cầu, hoa làm không gian khô khan, cằn cỗi trở nên tươi thắm, dịu dàng, lôi cuốn. Hoa biến đất chết thành đất sống, làm cho đất bị nguyền rủa thành đất hứa. Không chỉ làm đẹp đất xấu, hoa còn làm hiền đất độc, làm trễ đất già nua, làm mộng mỡ đất son sẻ. 2. Hoa đóng góp vào đời sống con người. Khi làm phấn khởi lòng người, ai cũng vui hơn khi ngắm huệ sinh lúc vui, bớt buồn nếu được ở bên nàng cẩm chướng khi u sầu, ngôi ngoai tâm sự dưới dạng thiên lý vô tư lả lơi trước gió, và nhẹ lòng trước hồn nhiên thanh thản của đám quốc vàng thích nhí nhảnh đùa vui. Hạnh phúc của hoa mang lại cho con người là dịu ngọt của sự sống, an ủi của niềm tin và vui mừng của hy vọng. Hoa không biết nói như con người, nhưng biết đồng cảm với con người và biết gợi lên trong tâm hồn con người những tình cảm tích cực,
góp phần xây dựng hạnh phúc con người trong cuộc sống. Người yêu hoa, yêu đời và dễ yêu người hơn những người không thích hoa. Vì hoa giúp điều chỉnh tình cảm, nuôi dưỡng tình cảm cao thượng, làm phong phú và bền vững tình cảm chân chính. Người yêu hoa học được nhiều điều hay, lãnh hội nhiều giá trị từ dáng dấp, hương sắc, sinh hoạt của hoa. Nếu hoa trinh nữ bản lẻn, ê ấp, cho ta nhận ra nét đẹp của tính đầm thắm, liêm sĩ, thì đóa hồng nhung thắm đỏ chỉ cho ta hạnh phúc của tình yêu tha thiết, nồng nàn, hoặc như cánh quỳnh lan, dạy ta cái mong manh, chống qua cuộc kiếp người. Vấn đề là chúng ta có học những bài học quý giá mà Thượng Đế đã kín đáo gửi gắm qua mỗi nụ hoa, từng cánh hoa được tạo dựng từ tay Ngài. Hoa nói thay con người. Nói thay con người khi con người không biết phải nói gì hay không tìm được lời để diễn tả tâm tình và điều muốn nói. Trước Thượng Đế, con người đôi khi bất lực, không nói được nên lời. Trước ơn thiên phúc lạ nhận được, nên phải cậy nhờ đến hoa. Nhờ hoa nói dùm, cậy hoa giúp diễn tả lòng yêu mến, tri ân. Hoa sẽ giúp nâng tâm hồn lên cao, làm cho lời cầu nguyện thêm sốt sắng. Hoa sẽ hiệp lực cùng con người cung kính tôn thờ, khiêm tốn tạ tội và thành khẩn van xin. Chính trong tâm tình này mà nhiều người đã yêu hoa, vì muốn được cùng hoa ca ngợi đấng mình yêu mến. Trước người khác, hoa cũng làm công tác thay lời muốn nói và thay người muốn nói. Có rất nhiều điều ta không thể nói với ai đó bằng lời, mà ngay cả có đủ lời cũng không thể nói được. Trong trường hợp này, sẽ chỉ có hoa mới đủ khả năng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc sứ mạng, thay người muốn nói và nói thay người những điều khó nói. Như yêu ai, ta đâu dễ tỏ tình, vì cơ hội không luôn thuận lợi và khó tiên liệu phản ứng của đối tượng yêu. Nhưng với bó hồng tươi thắm, tình ta đã được tỏ, lời yêu trong tim đã được nói. Để chia sớt khổ đau với người bạn thân vừa mất mẹ, hoa tím ân tình sẽ thay ta nói lời nghẹn ngào, và hoa trắng tiễn đưa sẽ giúp ta gửi trao niềm thương tiếc. Và trong mọi cảnh huống khó nói, khó diễn tả tâm tình, hoa luôn có mặt và sẵn sàng thay ta, giúp ta thực hiện tốt sứ mệnh chuyển tải thông tin, gửi trao tâm tình. Hoa còn phản ứng tình trạng tâm hồn của chính ta. Khi ta mượn hương hoa, sắc hoa để nói với chính mình, như khi vui, ta muốn có bình hoa đủ màu rực rỡ. Nhưng khi buồn, ta chỉ muốn một mình lặng lẽ với bóng mimosa. Mùa hoa về, muôn sắc hoa đua nở cũng là lúc tâm hồn mỗi người được mời gọi mở ra với trời, với người và với chính mình. Mở ra với trời trong niềm vui tri ân đấng chủ tạo của muôn hoa trên địa cầu. Mở ra với người qua ngôn ngữ thanh cao, thân thương, ý nhị, khôn ngoan, đầm thắm và hiệu nghiệm của ngàn hoa quanh ta trong đời. Mở ra với mình trong dịu vời, nhiễm màu của hương hoa thanh khiết, dịu dàng luôn làm say mê, nao nức tâm hồn người lữ khách đường xa. Tháng năm bắt đầu bằng truyền thống tặng nhau hoa mưu ghét hạnh phúc, cử chỉ ấm áp tình người, tràn đầy kính trọng, thương mến, như khởi điểm của hành trình đến với trời, gặp gỡ nhau, tìm về chính mình, luôn được làm mới lại mỗi mùa hoa về. Mùa hoa về rồi, muôn hoa sinh con hái dâng mẹ. Mùa hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rực rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng, nghe hồn trào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình. Ave Maria, kính tiễn
hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa Huệ tỏa ngát bên thánh nhan, hoa đồng thảo dâng không sắc hương, nhưng đẹp tình yêu thiết tha xin dâng. Hoa là màu xanh